vụ án bí ẩn vụ biến mất của dân làng. Trong không khí ẩm ướt của mùa xuân, làng Trắng nổi bật với những ngôi nhà ngói đỏ san sát bên bờ sông uốn lượn. Bầu trời xám xịt, những đám mây nặng trĩu như thể muốn đổ mưa bất cứ lúc nào. Nhưng không chỉ có thời tiết ảm đạm, mà sự yên bình của làng Trắng cũng đang bị đe dọa bởi những điều kỳ lạ xảy ra gần đây. Hàng năm, dân làng Trắng tổ chức lễ hội đón xuân với biết bao trò chơi và những món ăn truyền thống. Nhưng năm nay, không khí rộn ràng ấy đã biến mất. Những câu chuyện về việc những người dân bỗng dưng biến mất không rõ nguyên do bắt đầu lan truyền như một cơn gió lạnh. Ai đó thì thầm về ma quái, kẻ khác lại nói về những thế lực đen tối đang rình rập. Người đầu tiên biến mất là ông Trương Minh, một người nông dân hiền lành, sống cùng vợ và ba đứa con nhỏ. Sáng hôm đó, ông rời nhà như thường lệ, nhưng đến chiều tối, khi vợ ông, bà Lưu, không thấy chồng về, đã đi tìm kiếm khắp nơi. Mọi người trong làng đã tổ chức một cuộc tìm kiếm lớn, nhưng không có dấu vết nào của ông Trương cả. Cả làng dần chìm trong nỗi lo sợ và hoang mang. Những ngày tiếp theo, những người khác cũng lần lượt biến mất. Trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ, tiếng cười và sự hạnh phúc của lễ hội đã biến thành những ánh mắt dò xét, những câu chuyện truyền miệng về những linh hồn lang thang trong bóng tối. Đến khi bà Lưu báo cáo việc chồng mình biến mất với lý trưởng, ông đã vội vã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp của các trưởng thôn. Trong căn nhà chính của làng, không khí nặng nề. Bà Lưu ngồi giữa phòng, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt tràn ngập nỗi sợ hãi. Những người dân khác xung quanh, ai nấy đều bàn tán xôn xao. Chúng ta không thể để những chuyện này tiếp diễn. Ông lý trưởng Trần Hòa nói, tôi sẽ cử người đi tìm kiếm khắp nơi, chắc chắn có điều gì đó không bình thường đang xảy ra. Một người đàn ông trung niên, ông Lâm, lên tiếng. Liệu có phải do ma quái không? Tôi đã nghe chuyện từ những người đi rừng về những linh hồn không yên nghỉ trong khu rừng phía Bắc. Mấy chuyện vớ vẩn. Một giọng nói khác phản đối. Không thể chỉ dựa vào những câu chuyện hoang đường. Chúng ta cần hành động, tìm ra sự thật. Vài ngày sau, giữa lúc dân làng vẫn chìm trong lo âu, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện tại làng Trắng. Ông ta mặc một bộ áo dài nâu, trông có vẻ như một thầy tướng số hoặc một người hành khất. Sự xuất hiện của ông gây sự chú ý đặc biệt cho bà Lưu, người đang đau khổ vì mất chồng. Ta nghe chuyện làng Trắng, ông lão nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn. Có vẻ như có điều gì đó kỳ lạ đang diễn ra. Bà Lưu lập tức kéo ông vào nhà và kể cho ông nghe tất cả những gì đã xảy ra. Ông lão lắng nghe rất chăm chú, đôi mắt ông như muốn nhìn thấu những bí ẩn ẩn sâu trong đêm tối. Khi nghe xong, ông lão lặng lẽ lắc đầu. Có thể có một sức mạnh hắc ám nào đó đang thao túng mọi chuyện, ông lão khẳng định. Nhưng ta cần phải tìm hiểu thêm. Sáng hôm sau, ông lão rời khỏi nhà bà Lưu, cùng một nhóm thanh niên trong làng đi vào khu rừng gần đó. Họ tìm kiếm dấu vết của những người mất tích. Khu rừng rậm rạp, âm u khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy lạnh gáy. Khi họ đi sâu vào rừng, bỗng một tiếng thét vang lên từ phía trước. Nhóm người chạy đến nơi phát ra tiếng thét và họ thấy một cô gái trẻ, Vương Ngọc, nằm trên mặt đất, tay chỉ về phía một cái hố sâu. Có một cái gì đó ở đây, cô ta kêu lên. Mọi người tiến lại gần và phát hiện ra cái hố sâu ấy chứa đầy những vật lạ, trong đó có những mảnh vải, những đồ vật cá nhân của những người dân làng đã mất tích. Nỗi sợ hãi và lo lắng tràn ngập trong lòng mọi người. Họ biết rằng những người mất tích không chỉ đơn thuần là đi đâu đó mà có thể đang gặp nguy hiểm. Trở về từ rừng, dân làng quyết định tổ chức một buổi lễ cầu an, mong rằng các vị thần sẽ phù hộ cho họ, bảo vệ họ khỏi những điều xấu xa. Nhưng trong lòng mỗi người, nỗi hoang mang vẫn còn đó. Ai đó bắt đầu đặt ra câu hỏi về ông lão kỳ lạ, người đã đến làng họ. Ông ta có phải là một phần của bí ẩn này không? Thời gian trôi đi, sự biến mất vẫn tiếp diễn. Không ai dám ra ngoài vào ban đêm. Mỗi khi tiếng gió thổi qua, mọi người đều cảm thấy như có ai đó đang theo dõi họ. Ánh trăng mờ ảo không đủ sức xua tan bóng tối đang bao trùm làng Trắng. Những ngày sau đó, ba ngày không còn ai biến mất, mọi người đã cảm thấy hơi yên tâm hơn. Nhưng vào một buổi tối, khi trời đã tối muộn, một tiếng hét vang lên từ nhà bà Lưu. Họ chạy đến và thấy bà Lưu ngất xỉu bên chiếc bàn ăn. Trong tay bà là một bức thư, nét chữ quen thuộc của ông Trương Minh. Nếu muốn cứu tôi, hãy đến khu rừng đêm mai. Dân làng hốt hoảng,
không ai dám lên tiếng. Họ nhìn nhau, cảm giác nặng nề lại bao trùm. Kẻ nào đã viết bức thư? Ông Trương Minh đang ở đâu? Cuộc đời của họ đang bị đe dọa bởi một bí ẩn khủng khiếp và họ cần tìm ra sự thật trước khi quá muộn. Trong không khí u ám của làng trắng, khi tất cả dường như không còn hy vọng, một quyết định táo bạo đã được đưa ra. Một nhóm người dũng cảm, trong đó có bà Lưu, ông Lâm và vài thanh niên khác, đã quyết định lên đường vào khu rừng tối tăm, nơi có thể chứa đựng những bí mật kinh hoàng mà họ chưa bao giờ tưởng tượng. Họ chuẩn bị kỹ lưỡng, mang theo đèn dầu và một số công cụ cần thiết. Khi đêm buông xuống, ánh trăng le lói chiếu rọi những bóng cây dài, tạo ra những hình thù kỳ quái. Họ đi từng bước thật chậm, tai lắng nghe từng âm thanh xung quanh. Khi đến gần cái hố mà họ đã phát hiện, họ thấy một ánh sáng lập lòe, một cảm giác hồi hộp bao trùm. Họ không biết rằng họ đang tiến gần đến nơi chứa đựng những bí mật đau thương nhất của làng trắng. Nhóm người dũng cảm chậm chậm tiến lại gần cái hố sâu. Ánh sáng lờ mờ từ đèn dầu chỉ đủ soi sáng những vật lạ nằm trong đó. Bà Lưu, tim đập thình thịch, nhích gần hơn và khi nhìn xuống, bà thấy một chiếc khăn tay thêu hình bông hoa, chiếc khăn của chồng bà. Nỗi hoảng loạn chợt dâng lên trong lòng, nhưng bà kiên quyết không để bản thân gục ngã. Chúng ta cần tìm hiểu thêm. Ông Lâm nói, giọng run rẩy nhưng kiên định. Bà Lưu hít một hơi thật sâu, gật đầu và tiến lại gần ánh sáng. Bất ngờ, họ nghe thấy tiếng thì thầm từ phía sau. Mọi người quay lại, ánh mắt hoảng loạn. Một bóng đen từ trong rừng bước ra, ánh đèn chiếu vào. Họ nhận ra đó là ông lão mà họ đã gặp trước đó. Tôi đã chờ các ngươi. Ông lão nói, giọng trầm thấp, như có điều gì đó đầy bí ẩn. Ông là ai? Bà Lưu hỏi, cảm thấy sợ hãi. Tôi là người bảo vệ sự thật, ông lão đáp. Nhưng tôi cũng có những bí mật không thể tiết lộ. Hãy cho chúng tôi biết, những người biến mất đã ở đâu? Ông Lâm lên tiếng, giọng đầy nỗ lực. Tôi không thể nói, ông lão đáp. Nhưng tôi có thể chỉ cho các ngươi con đường đi tìm sự thật. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, vì những gì các ngươi sắp gặp sẽ làm thay đổi cuộc đời của các ngươi mãi mãi. Không còn thời gian để do dự, nhóm người theo ông lão vào sâu trong rừng. Họ vượt qua những bụi cây dày đặc, đi qua những con đường gập ghềnh và cuối cùng họ dừng lại trước một hang động lớn. Ánh sáng lờ mờ từ bên trong khiến họ cảm thấy rùng rợn. Đây là nơi mà những người dân biến mất đã bị giam giữ, ông lão nói. Các ngươi phải vào bên trong và tìm kiếm họ. Nhóm người nhìn nhau, sự quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt. Họ cầm đèn, tiến vào trong hang động. Không khí bên trong lạnh lẽo và ẩm ướt. Họ nghe thấy những âm thanh lạ như tiếng rên rỉ và thì thầm của những linh hồn bị mắc kẹt. Chúng ta phải tìm kiếm, họ có thể đang ở đây. Bà Lưu thì thầm, đôi mắt sáng lên niềm hy vọng. Họ chia nhau ra tìm kiếm. Một lúc sau, bà Lưu bỗng nghe thấy tiếng khóc từ một góc tối. Bà chạy đến và phát hiện ra một nhóm người, trong đó có ông Trương Minh. Họ đang bị trói, mắt họ tràn ngập nỗi sợ hãi. Ôi chồng ơi! Bà Lưu kêu lên, chạy tới và ôm chầm lấy ông. Bà Lưu! Ông Trương Minh thở phào nhẹ nhõm. Tôi tưởng sẽ không bao giờ thấy bà nữa. Chúng ta sẽ đưa mọi người ra ngoài. Bà Lưu nói, hối hả gỡ những sợi dây trói. Khi họ đang giải thoát cho những người còn lại, bất ngờ, một tiếng cười khẽ vang lên từ bóng tối. Một người đàn ông trung niên, có vẻ là kẻ cầm đầu, xuất hiện từ trong bóng tối. Hắn mặc một bộ áo đen, khuôn mặt được che kín bởi một chiếc mặt nạ. Các ngươi không thể thoát khỏi đây. Hắn nói, giọng vang vọng, đầy tự mãn. Ta đã giam giữ những người này để thực hiện kế hoạch của mình. Ngươi là ai? Ông Lâm thách thức, đứng chắn trước bà Lưu và ông Trương Minh. Tôi là người điều khiển những gì xảy ra ở làng này. Kẻ cầm đầu nói, tôi đã thu thập năng lượng từ những linh hồn này để tạo ra sức mạnh của riêng mình. Mục đích của ngươi là gì? Bà Lưu hỏi, giọng đầy phẫn nộ. Tôi muốn lật đổ cả triều đại này. Hắn đáp. Và để làm điều đó, tôi cần những linh hồn của những người tốt để phục vụ cho sức mạnh của tôi. Không thể để ngươi thực hiện điều này. Ông Lâm kêu lên. Bất ngờ, một trận chiến nổ ra. Ông Lâm, bà Lưu và những người dân trong làng hợp sức chống lại kẻ cầm đầu. Họ sử dụng mọi thứ có thể, những viên đá, gậy gỗ và cả những lời nguyền cầu nguyện. Trong khi trận chiến diễn ra, ông lão từ nãy vẫn đứng quan sát, đột nhiên xuất hiện và sử dụng một chiếc bùa chú. Ánh sáng từ bùa chú tỏa ra khiến kẻ cầm đầu hoảng loạn và lùi lại. Ngươi không thể tiếp tục làm điều ác. Ông lão quát. Ta sẽ ngăn chặn ngươi ngay bây giờ.
Ánh sáng mạnh mẽ từ bùa chú khiến kẻ cầm đầu giống lên trong cơn giận dữ. Ngươi không thể ngăn cản ta, ta sẽ không chết dễ dàng như vậy. Nhưng với sức mạnh của bùa chú, kẻ cầm đầu dần bị suy yếu. Cuối cùng, ông lão dùng hết sức mạnh của mình đẩy hắn vào một cái hố sâu bên cạnh. Tiếng kêu thảm thiết của hắn vọng lại trong hang động, rồi im bặt. Cuộc chiến kết thúc, mọi người trong nhóm thở phào nhẹ nhõm, họ giải thoát cho những người dân bị giam giữ và ra khỏi hang động. Khi ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xuống, làng trắng dường như được hồi sinh. Bà Lưu và ông Trương Minh ôm chặt lấy nhau, nước mắt lăn dài trên má. Những người dân khác cũng cảm thấy vui mừng khi thấy người thân trở về. Tôi không biết phải cảm ơn ông như thế nào, bà Lưu nói với ông lão. Đừng cảm ơn tôi, ông lão đáp. Các ngươi đã chứng tỏ được sức mạnh của lòng yêu thương và sự đoàn kết. Điều đó sẽ bảo vệ các ngươi trong những khó khăn tiếp theo. Làng trắng trở lại nhịp sống bình thường, nhưng những kỷ niệm về những ngày tháng kinh hoàng vẫn đọng lại trong lòng mỗi người. Họ biết rằng, dù kẻ thù đã bị đánh bại, nhưng vẫn còn nhiều điều cần phải bảo vệ. Ông lão, sau khi giúp đỡ dân làng, biến mất một cách bí ẩn. Mọi người tự hỏi về danh tính của ông và vai trò của ông trong việc ngăn chặn kẻ cầm đầu. Một số người cho rằng ông là một vị thần, trong khi người khác tin rằng ông chỉ là một người bình thường với trái tim cao đẹp. Thời gian trôi qua, làng trắng không chỉ là một nơi bình yên mà còn là nơi gắn kết những trái tim. Những người dân bắt đầu tổ chức lễ hội thường niên để tưởng nhớ những người đã mất và kỷ niệm những người đã trở về. Cuối cùng, sau những biến cố, họ hiểu rằng sức mạnh của tình yêu và sự đoàn kết có thể vượt qua mọi thử thách. Làng trắng tiếp tục phát triển, không chỉ là một cộng đồng mà còn là một gia đình lớn, cùng nhau bảo vệ những giá trị tốt đẹp nhất của cuộc sống. Mặc dù kẻ cầm đầu đã bị đánh bại, nhưng những bí ẩn về những người mất tích vẫn còn trong lòng mỗi người. Liệu còn có những thế lực đen tối nào khác đang rình rập? Ai là người đã gửi bức thư cho bà Lưu? Những câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải. Khi mùa xuân đến, dân làng trắng lại tụ tập bên dòng sông, tổ chức lễ hội đón xuân. Họ cười đùa, hát ca, nhưng trong lòng mỗi người vẫn giữ những ký ức đau thương. Và ở một góc khu rừng, những âm thanh thì thầm vẫn vang lên, như một lời nhắc nhở về những điều kỳ bí mà cuộc sống này chứa đựng.